Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Chào mừng bà con quay trở lại với một chủ đề tiếp theo của chúng tôi nữa, đó là cái bệnh hại trên cây trồng. Thì trong video trước thì chúng ta đã trình bày trên một cái lầu táo, đó là bệnh đốm gông. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về bệnh còn gọi là bệnh nấm hồng hay là bệnh đốm hồng mà gây hại trên rất nhiều loại cây ăn trái mà bà con chúng ta quan tâm khá là nhiều trong thời gian vừa qua. Rồi xin mời bà con chúng ta sẽ cùng tham khảo chi tiết nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với bệnh nấm hồng thì cái ký chủ nó thì không nhiều như các bạn đốm gông ha, nhưng mà cũng trên một số loại cây ăn trái mà chúng ta cũng thường gặp, đó là sầu riêng nè, nhóm cây có múi, cam, quýt, bưởi chanh ha, xoài, ổi, mít, khế. Ngoài ra thì một số loại cây công nghiệp như cao su đều thì cũng có gặp cái bệnh nấm hồng. Và đối với cái loại nấm này thì tương đối quản lý hơi khó hơn đó quý vị, khó hơn bệnh đốm gông nhiều ha. Với bệnh nấm hồng này thì sẽ xuất hiện trong thời tiết có mây mù và mưa nhiều, cho nên là vào điều kiện mùa mưa thì bà con chúng ta lưu ý. Và một số vườn nào mà có cái độ gặm gạp thiếu nắng, có nghĩa là bị che tán hoặc là mật độ trồng quá dày, bà con chúng ta ít chăm sóc, đặc biệt là trong mùa mưa thì ánh nắng sẽ không gọi được vào các cái khu vực phía bên dưới, những cái cành lớn, những cái tán bị phức bên dưới thì khả năng gây bệnh nấm hồng rất là cao. Thì ở đây thì quý vị và quý bà con chúng ta có thể quan sát nè, một số cái cành mà đã biểu hiện nấm hồng khá là rõ ha, ví dụ chúng ta thấy chản ba của sầu riêng nè, trên mai cũng bị nè, trên một số loại cây công nghiệp và cái cây có múi thì đều có xuất hiện cái bệnh nấm hồng hết. Thì kính thưa quý vị, thì với cái bệnh nấm hồng hay còn gọi là bệnh đốm hồng ha, tùy theo cách gọi của mỗi quý vị, thì đây là tác nhân chính. Thì trên một số tài liệu mà chúng tôi đọc và tham khảo thì là nấm Erythricum ha. Ngoài ra thì cũng có một số tài liệu hoặc là trên một số cái loài cây khác đó thì người ta cũng ghi nhận đó là Corticium. Thì hoặc là trong một số tài liệu thì vẫn có ghi kể cả hai loại. Thì bà con có thể ghi nhận thì đây là những cái nhóm nấm mà gây ra cái bệnh nấm hồng. Thì cho dù là nhóm nấm nào đi chăng nữa thì bà con cũng có thể nên ghi nhận cả hai, vì cách quản lý này giống nhau thôi, thì toàn bộ đều là nấm hết, cho nên là chúng ta sẽ quản lý chung. Thì những cái biểu hiện có thể là từ những cái đốm trắng bông từ đầu tiên ha, và kéo dài lên trên thân cành, thì như quý vị thấy đây chủ yếu hiện xuất hiện trên cành thôi, trên lá thì chúng ta sẽ rất là ít thấy bệnh nấm hồng. Ngược lại thì với bệnh đốm gông thì chúng ta lại thấy nhiều hơn ở trên lá ha, ít thấy trên thân. Rồi kính thưa quý vị, thì cũng tương tự như cái đốm gông, trong video trước thì nấm hồng cũng phát triển bào tử cũng từ gió và nước ha, cho nên là hai cái nguồn này nó sẽ phát triển rất là mạnh trong điều kiện có mưa có gió, như là trong điều kiện mùa mưa ha, thì phát tán cũng nhờ nước mưa, thì rơi từ lá này xuống lá kia tương tự ha. Và cái bào tử nó thì cũng sẽ phát tán bằng gió, có nghĩa là bay lơ lửng trong không khí, rồi sau đó nó sẽ đáp lên cái thân cây, đặc biệt là ở những nơi mà ẩm độ cao, có nghĩa là phía trong tán ít nhận được ánh nắng thì khả năng nấm nó lưu tồn thì nó phát triển sẽ mạnh hơn. Thì kính thưa quý vị, thì với nấm hồng thì chúng ta cũng khá là dễ nhận biết, do nó tấn công chủ yếu là trên những cái chồi đã quá gỗ rồi, hoặc là những cái nhánh nhỏ, hoặc là nhánh chản ba ha. Thì quý vị thấy dụ như đây là cây có múi nè, phát triển ngay chản ba nè ha. Đó, đây nè, những cái khốp nè, cây công nghiệp nè, đây sầu riêng nè, phát triển ngay chản ba nè, ít có loại nấm nào mà nó xuất hiện kiểu như thế này. Còn những mà cây con thì quý vị thấy là xuất hiện trên cành chính hoặc cành nhỏ nè ha, đây là những cái điểm nó phát triển. Với cái bệnh này thì chúng ta tương đối dễ nhận diện và nó khác biệt rất là rõ với đốm gông. Đốm gông thì ban đầu nó là những cái đốm xanh, còn với cái nấm hồng thì ban đầu nó sẽ là những cái đốm màu trắng, thì xong rồi nó chuyển sang cam, cam mà mới chuyển sang hồng rõ như thế này. Đặc điểm nhận diện ban đầu quý vị, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp nấm màu trắng hồng trước ha, có nghĩa là nó mới phát triển nè, là những cái đốm trắng hồng này hơi nhiều rồi. Trên một số cây mà mới phát hiện thì nó chỉ có những cái đốm nhỏ nhỏ thôi, và nó phanh xung quanh cái vị trí chẳng ba này quý vị. Rồi sau đó thì khi mà nó phát triển nhiều thì bắt đầu nó mới chuyển lên những cái đốm nó màu nâu vàng như thế này ha, rồi xong rồi cuối cùng thì mới tạo thành một cái lớp quẩy cứng màu hồng đậm như thế này. Thì khi đã nặng lắm rồi hoặc là trên những cái cây thân gỗ lớn thì nó mới bị cái hiện tượng này. Còn trên là những cái chản ba hay là những cái cành nhỏ thì đa số là những cái đốm hồng hồng như thế này ha. Thì đây là những cái vết mà do cái bệnh nấm hồng gây ra, để chúng ta phân biệt được với cái bệnh đốm gông trong cái video trước. Kính thưa quý vị, thì nếu như cái bệnh nấm hồng mà nó gây hại nặng ha, thì nó sẽ gây ra những cái vị trí gân nứt cặp theo những cái vị trí mà đã gây hại như thế này, và thậm chí là nó có thể là ăn một cái vòng tròn luôn nha, có nghĩa là nó làm một cái vòng tròn xung quanh cái cành luôn. Như vậy thì nó sẽ làm tắc nghẽn cái con đường vận chuyển nước và dinh dưỡng, cuối cùng thì nguyên cái cành đó sẽ khô và chết ha. Thì đôi khi bà con không có kinh nghiệm trên nấm hồng thì đổ thừa là do cái Phytophthora làm khô cháy đọt ha, nhưng mà thật sự là không phải. Nên là chúng ta để ý kỹ trên cái bệnh nấm hồng thì để ý kỹ trong những cái chản ba như thế này, nó những cái vị trí nấm trong đây nứt cành, chúng ta thấy được những cái màu này là đã nặng lắm rồi, thì nếu mà đã xuất hiện gì là buộc phải quét á, chứ phun thì không còn hiệu quả cao đâu.
đây là nặng nè quý vị ha, tiếp bên này, đây là những cái xuất hiện ban đầu nè, đó là những cái đốm trắng 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 dọc theo thân. À, nếu mà chúng ta phun sớm thì chúng ta sẽ giải quyết được, hoặc là chúng ta quét sớm. Còn nếu mà đối với những thân cây lớn cổ thụ mà đã phát triển nặng nè, do cái vườn mình nó mát quá, gặm gạp quá trời luôn đó, thì nó phát triển đầy đủ ở những cái vị trí chảng ba như thế này mà thành một cái lớp sáp rất là bự như thế này rồi, thì điều này rất là khó đó. Thì chúng ta phải xử lý từng cây, phải cạo ra quét đó, thì nó rất là mất thời gian, đặc biệt là với những cái vườn cây công nghiệp của miền Đông nó thì bạt ngàn, thì thật sự là xử lý nấm hồng cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là nếu như bà con mình biết trước cái hiện tượng này thì chúng ta nên quản lý định kỳ, trong điều kiện bắt đầu có mùa mưa là phải xuất hiện và đã phải quản lý rồi, để quản lý chung cho hầu hết tất cả các nhóm nấm đó, thì chứ không riêng gì cái nấm hồng không, đặc biệt là trong cái điều kiện mùa mưa này. Kính thưa quý vị, thì cái biện pháp quản lý thì cũng tương tự như cái cách quản lý bệnh đốm gông ha, thì chúng ta vẫn phải cắt tỉa cành, đặc biệt là đối với những vườn cây ăn trái thì bà con phải tạo điều kiện thông thoáng, đặc biệt là đối với sầu riêng là nhiễm rất là nặng nha, cho nên là bà con phải tạo làm sao cho ánh nắng buổi sáng hoặc buổi chiều thì nó có thể gọi trực tiếp xuống cái thân cây. Nếu mà điều kiện thông thoáng thì ánh nắng gọi vào thì cái nấm bệnh nó sẽ khó phát triển, do là không có phù hợp cái nhiệt độ với cái ẩm độ để nó phát triển ha, và cây chúng ta nhận ánh nắng đầy đủ thì cây nó sẽ khỏe hơn. Chúng ta có thể hạn chế tán của những cây trồng sen, ví dụ đặc biệt ở miền Tây trồng sen rất là nhiều, mà khi mà nó phủ tán lẫn nhau và ánh nắng không nhận được thì kể cả cây trồng sen lẫn cây trồng chính đều có khả năng bị nấm hồng hết. Và đương nhiên thì với cái nấm bệnh thì chúng ta không nên cung cấp cái dạng phân bón lá, đặc biệt là trong cái điều kiện mùa mưa thì làm cho nấm bệnh khác cũng như là những nấm bệnh này nó sẽ dễ phát triển hơn, hoặc là cây của chúng ta nó bị mềm yếu thì nhiều đối tượng nấm bệnh nó dễ dàng tấn công hơn, và nếu mà nó cộng hưởng cộng sinh lẫn nhau thì chúng ta sẽ rất là khó quản lý và tốn kém chi phí nhiều và phải phun xịt rất là nhiều lần. Riêng đối với bệnh nấm hồng thì những cái loại nấm này nó phát tán cái bào tử rất là dữ, cho nên là những cái cành nào đã có thể gọi là tạm thời mà không còn cứu được nữa quý vị, hoặc là những cái nhánh nhỏ thì nó mau khô đó. Với những cái nhánh này thì chúng ta cắt thì chúng ta sẽ lội ra khỏi vườn mình luôn, chứ không có để trên đó, thì dụ như nước mưa hoặc là bà con mình quăng những cái cành đã cắt xuống cái mương liếp vô tình thôi, thì cái nguồn nấm bệnh này nó cũng sẽ lây lan và nó sẽ không tốt cho cái vườn cây mình ở thời điểm sau đó. Cho nên là bà con cố gắng cắt bỏ xong là mình sẽ đem ra khỏi vườn và chúng ta tiêu hủy. Về cái biện pháp về thuốc bảo vệ thực vật các quý vị, thì đây sẽ là biện pháp cuối cùng sau khi bà con mình đã sử dụng biện pháp kỹ thuật đầy đủ. Thì thứ nhất là chúng tôi sẽ trình bày một số cái gốc phổ biến mà bà con mình dễ tìm trong điều kiện mà bà con phun ngừa vào đầu mùa mưa, để mà chúng ta quản lý chung cho tất cả những loại nấm chứ không riêng về cái nấm hồng không. Thì những cái phổ rộng giống như là trong cái video về cái bệnh đốm gông thì chúng tôi cũng chia sẻ như gốc đồng và gốc lưu huỳnh này, bà con có thể ưu tiên này để quản lý cả hai, hoặc là chúng ta phun ngừa cho cả tháng thư và một số loại nấm khác. Thứ hai là bà con có thể chọn những cái hoạt chất của nhóm diazon ha, thì có mình có difenoconazole này, hexaconazole này, hoặc là có một vài sản phẩm của nhóm diniconazole thì quản lý rất là tốt những cái nhóm nấm ở trên cây. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm thì cũng có một số bà con ghi nhận là cái valdiracin, có nghĩa là một cái hoạt chất quản lý nấm ở dạng kháng sinh, thì cũng hoạt động tốt trên cái đối tượng nấm hồng này. Ngoài ra thì một số cái sản phẩm mà chứa cái lorothalonin thì cũng là một cái hoạt chất mà quản lý cho bệnh nấm hồng khá tốt. Thì những cái sản phẩm mà chứa cái lorothalonin thì có thể là nó một hoạt chất, hoặc thứ hai là nó cộng với những hoạt chất khác, giống như cái azoxystrobin chẳng hạn, thì nó sẽ nâng cái hiệu quả quản lý lên cao hơn. Tuy nhiên thì với những cái sản phẩm dạng này thì có thể giá thành nó sẽ hơi đắt. Tuy nhiên thì nếu như bà con mình quản lý sớm và chúng ta chọn những cái gốc nội hấp lưu dẫn quản lý sớm, thì cái thời gian phun xịt của mình nó sẽ ít số lần hơn và cái hiệu quả nó cao ngay từ đầu. Còn nếu mà chúng ta chọn những gốc phổ rộng, những cái gốc thông thường mà chúng ta phun trễ, thì e là chúng ta sẽ khó quản lý hơn. Về cách phun xịt thì quý vị lưu ý là với cái bệnh nấm hồng thì nó phát triển chủ yếu trong những cái chảng ba và trong thân, cho nên là chúng ta có thể phun kỹ. Đầu tiên quan trọng nhất là phải những cái vị trí trong thân, những cái vị trí có xuất hiện bệnh này trước, rồi chúng ta phủ ra lá sau, chứ không phải là như cái thói quen thông thường mà chúng ta quản lý một số loại nấm như là tháng thư, đốm gông thì chúng ta phun chủ yếu tập trung trên lá không, thì những cái vị trí trong chảng ba thế này nè thì nó cái nguồn nấm nó vẫn còn ở đây, sau cái đợt đó rồi thì 5-7 ngày sau thuốc nó hết hiệu lực rồi nó vẫn hoạt động tiếp, vậy thì vườn của chúng ta sẽ không thể nào mà mang lại hiệu quả cao được. Rồi với những cái tình trạng nặng thì bà con có thể sử dụng vôi để chúng ta quét, hoặc là chúng ta quét ở dạng gốc đồng cho những cái vị trí này, tương tự như cách mà chúng ta quản lý phi tốt vậy đó. Tuy nhiên thì đừng để mật độ quá nhiều thì chúng ta sẽ tốn nhiều công lao động và tốn nhiều thuốc, và thật sự cũng không khả thi nữa gì. Nên dọn vườn của mình thông thoáng sạch sẽ, rồi một số cây nào đang có dấu hiệu thế này là chúng ta xử lý ngay lập tức và quét liền, thì chúng ta sẽ chặn đứng được mầm bệnh để tránh cái bào tử nó lây lan ở trong cái vườn của mình. Thì biện pháp ban đầu vẫn là biện pháp hiệu quả hơn.
Vì chúng tôi biết là cái áp lực với cái bệnh nấm hồng trên hiện nay là trên cái nhóm cây công nghiệp hoặc là trên một số cái vườn sầu riêng lâu năm, vườn bưởi lâu năm, và thậm chí thì một số bà con hiện nay là cũng không còn tin tưởng một số cái loại hoạt chất mà chúng tôi vừa mới trình bày vừa rồi ha, những cái hoạt chất phổ rộng thì hiện nay bà con cho rằng là đã không còn hiệu quả nữa rồi. Như vậy thì chúng tôi sẽ đưa thêm một số cái hoạt chất tương đối mới để cho bà con mình có thể tham khảo thử nha. Kính thưa bà con, thì trước khi để mà tìm hiểu thêm những hoạt chất mới ha, thì nhắc nhở bà con chúng ta như thế này. Thì cho dù là hoạt chất mới hay hoạt chất cũ thì chúng ta cũng nên phun sớm để chúng ta có thể quản lý chung ha. Vì trong mùa mưa thì có cả như là nấm hồng, bệnh đốm rồng và bệnh cháy lá do cái Colletto di chung cũng xảy ra. Thậm chí thì cái việc chúng ta quản lý quàng lá tháo rễ ở dưới vùng gốc cũng rất là quan trọng. Cho nên là cái việc mà chúng ta phun sớm thì chúng ta sẽ chọn được những cái hoạt chất phổ rộng và có thể là chi phí nó sẽ thấp, mà chúng ta quản lý được nhiều đối tượng thì nó vẫn ok hơn. Có thể là cái số lần mình phun nhiều hơn một tí xíu nữa thì nó vẫn được, vẫn an toàn. Còn để cho cái tình trạng bệnh nó nặng quá rồi và chúng ta phải dùng riêng từng sản phẩm cho từng loại nấm bệnh, rồi phải kết hợp biện pháp tưới phun quét thì chúng ta tốn quá nhiều chi phí ha. Thì cái biện pháp này không ưu tiên, chứ không phải là giới thiệu những cái hoạt chất hiệu quả cao tốn nhiều tiền thì mình ưu tiên cái việc đó, thì nó sẽ trượt đi cái hướng gọi là hiệu quả kinh tế của vườn ha, thì cũng không nên là như vậy. Tuy nhiên thì nếu như lỡ như trong điều kiện hiện tại thì vườn của bà con đã bị cái nấm bệnh nó gây hại quá nặng rồi, chúng ta phun xịt nhiều lần không hiệu quả, thì chúng tôi sẽ mách cho bà con mình một cái ý kiến như sau. Thì kính thưa bà con, thì đây chúng tôi đưa ra một số cái hoạt chất có thể là đối với một số bà con thì nó sẽ tương đối lạ lắm, thì cũng xin phép trình bày với quý vị và quý bà con như thế này. Thì đây là những cái hoạt chất mà nó chỉ tồn tại một hoặc hai sản phẩm gì đó ở Việt Nam thôi, và đa số đây là những cái hoạt chất độc quyền của những tập đoàn đa quốc gia. Và thông thường thì với cây ăn trái hoặc cây công nghiệp thì những tập đoàn đa quốc gia họ chỉ đăng ký một vài đối tượng thôi quý vị. Có nghĩa là ví dụ như họ chỉ đăng ký một loại nấm trên cái cây ăn trái, một loại nấm trên cây công nghiệp, đơn giản như vậy thôi. Hoặc là có một vài sản phẩm là họ chỉ đăng ký một vài đối tượng trên rau màu thôi. Tuy nhiên thì đây là những cái dạng nấm quản lý nấm phổ rộng được. Chúng tôi cũng ghi nhận đâu đó là những cái sản phẩm mà họ không có đăng ký trực tiếp trên đối tượng nấm hồng hoặc là những cái đối tượng mà nguy hiểm khác, nhưng mà vẫn quản lý có hiệu quả theo kinh nghiệm. Tuy nhiên nhìn những loại thuốc này, thứ nhất là nó sẽ hơi bị khó tìm, do một cái hoạt chất như thế này nó có thể chỉ có một sản phẩm thôi hoặc tối đa hai sản phẩm, cho nên là tùy theo khu vực bà con một là sẽ hơi bị khó tìm. Thứ hai là sản phẩm nó sẽ hơi đắt, mà khi mà thông thường thì cái tâm lý chung đó là khi mà bệnh nặng mà khó quản lý rồi thì mới sử dụng thuốc đắt tiền, thì lúc này thì nó sẽ hơi muộn, tại vì những cái thuốc trước đó nó đã không mang lại hiệu quả, chúng ta đã tốn chi phí rồi và nấm bệnh nó phát triển nhiều, thì chúng ta mới đưa những cái loại thuốc này vô thì nó cũng không nên. Cho nên thì như thế này, ngay từ lúc này thì bà con có thể chọn một trong số những hoạt chất này mà mình tìm, mình mua thử cái sản phẩm và chúng ta tự thử nghiệm trên vườn của chúng ta. Chúng ta quản lý sớm luôn, nhưng mà trên một cái diện tích nhỏ thôi, để mà chúng ta đánh giá thử xem là cái hoạt chất đó, cái sản phẩm đó thì có phù hợp với cái cây trồng của mình hay không. Và chúng ta sẽ lấy cái nó làm một cái nền tảng là quản lý sớm nếu như cần thiết, để mà chúng ta đánh giá về cái mặt chi phí và hiệu quả, chứ không phải là đợi tới lúc mà cái bệnh nó nặng quá rồi thì mới sử dụng những cái hoạt chất này thì cũng chưa chắc là mang lại cái hiệu quả tốt. Tuy nhiên thì nếu mà tùy theo điều kiện thực tại ở thời điểm hiện tại thì đã nặng quá rồi thì bà con cũng có thể chọn một trong số những cái sản phẩm chứa những hoạt chất này. Thì nó có thể là chứa một hoạt chất hoặc hai hoạt chất tùy, thì đa số là của những cái sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia, thì bà con mình có thể xem xét. Và chúng tôi lưu ý bà con nhé, thì đa số những hoạt chất này thì không có đăng ký nấm hồng, không có đăng ký nha, nhưng mà đây là những cái hoạt chất mới và những tập đoàn đa quốc gia thì họ chỉ chủ yếu là đăng ký một vài đối tượng nào đó thôi, nhưng mà thật sự thì có hiệu quả nhưng mà do trên cái bao bì thì nó lại không có đăng ký, cho nên là bà con có thể gọi là mình thử nghiệm theo cái kinh nghiệm cá nhân và mình đánh giá hiệu quả thử trên một cái diện tích nhỏ thì thật sự thì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà bà con sẽ có thêm những cái thông tin cũng như là tìm ra được những cái sản phẩm mà nó phù hợp với mảnh vườn của mình. Thì ý định của chúng tôi ở đây là như vậy. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái bệnh nấm hồng thì nó hoạt động trên rất là nhiều những cái cây trồng khác nhau và tương đối gây hại khá là nặng đối với cây công nghiệp và cây ăn trái trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, cái biện pháp quản lý sớm là một biện pháp rất là quan trọng trong điều kiện mùa mưa, cũng như là tạo cái sự thông thoáng cho vườn, và dinh dưỡng cân đối là điều quan trọng nhất. Hoặc chất thuốc thì bà con sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn, hoặc là trong cái điều kiện dịch hại nặng thì chúng ta có thể lựa chọn thêm một số cái hoạt chất tương đối mới, thì để chúng ta đánh giá về cái hiệu quả. Nếu như bà con mình còn những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là liên hệ về với chúng tôi qua ba số điện thoại đây, thì đội kỹ thuật của Mekong Agri sẽ tư vấn cho quý vị và quý bà con chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh Sức Khỏe Cây Trồng trong thời gian vừa qua.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Quý vị nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.